Như xin cha và con và thánh thần Amen Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chúa Nhật thứ ba mùa vọng Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Do An Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Do An Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng Ngõ hầu mọi người nhờ ông mà tin Ông không phải là sự sáng nhưng đến để làm chứng về sự sáng. Đây là lời chứng của ông Gioan. khi những người Do Thái sai vị tư tế và các thầy Lê Vi từ Jerusalem đến hỏi ông, ông là ai? Ông tuyên xưng chứ không chối, ông tuyên xưng rằng tôi không phải là Đức Kitô. Họ liền hỏi, như vậy là thế nào? Ông có phải là ông Elia chăng? Ông Gioan trả lời, tôi không phải là ông Elia hay ông là một tiên tri ông đáp không phải vậy họ nói thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi ông nói gì về chính mình ông đáp tôi là tiếng kêu trong sa mạc hãy sửa cho ngay con đường chúa đi như tiên tri Isaiah đã loan báo và trong số những người đã được sai đến có những người thuộc nhóm pharisee Họ còn hỏi ông rằng tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là Đức Kitô, không phải là ông Elia và không phải là một tiên tri. Ông trả lời họ, tôi làm phép rửa trong nước nhưng giữa các ông có đấng mà các ông không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi qua dép cho người. Các sự việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông giô nơi ông Gioan làm phép rửa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Chủ nhật thứ ba mùa vọng còn được gọi là Chủ nhật của niềm vui, điều đó được thể hiện qua lễ phục màu hồng của vị linh mục, của việc trang trí và nhất là qua các bài đọc lời Chúa của ngày hôm nay. Trong bài đọc 1, tiên tri Isaiah loan báo tin mừng về việc Thiên Chúa đến giải thoát dân Ngài. Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, bằng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Với niềm vui khôn tả, vị tiên tri cùng với toàn dân đã thốt lên, tôi hớn hở vui mừng trong Chúa vì Ngài đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi. Đạp Ca lấy lời kinh Magnificat của Đức Maria để ca tụng Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Chúa độ trị Israel tôi tớ của người như đã hứa cùng cha ông chúng ta vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bài đọc 2: Thánh Phao-lô mời gọi tín hữu Thessalonica: "Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng, hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh." Niềm vui ở đây chính là được biết Đức Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể mà Gioan Tẩy giả trong bài tin mừng đã giới thiệu, ông đến để làm chứng về ánh sáng. Cụm từ làm chứng được dùng đến 4 lần trong bài tin mừng hôm nay do an không làm chứng cho mình hay về mình bởi lẽ ông không phải là ánh sáng sứ mạng của doan tẩy giả là làm chứng cho sự sáng đích thực là chính đức kitô đức kitô đến để chiếu sáng cho trần gian trung thành với lời chứng này một mặt ông cố gắng chỉ cho người ta thấy ánh sáng là ai mặt khác khi có người tưởng ông là ánh sáng ấy thì ông thẳng thắn phủ nhận rồi khi ánh sáng xuất hiện ông đã âm thầm rút lui thật vậy do an xuất hiện như một nhân vật lạ lùng và gây ngạc nhiên cho nhiều người trong số đó có những vị lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ hôm nay họ cử một phái đoàn đến để hỏi xem ông thật sự là ai nhưng cơ hội này do an đã trả lời thật dứt khoát và trung thực rằng ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa chứ không phải là một Elia hay một vị tiên tri nào đó như họ nghĩ. Hơn nữa, ông không chấp cánh cho lầm tưởng của họ rằng ông là Đấng Kitô. Điều đó cho thấy ông biết rõ về ơn gọi và sứ mạng của mình chỉ là tiền hô cho Đấng cứu thế. Nói cách khác, Do An đã khiêm tốn thật sự nhìn nhận đúng bản thân mình để làm nổi bật Đức Giêsu Kitô đấng muôn dân đang mong đợi do an hài lòng với việc là chứng nhân và là tiền hô của đấng cứu thế. Qua lối sống khổ hạnh khác người, qua lời rao giảng sám hối và qua lời chứng, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, đã minh chứng do an là vị tiền hô của đấng cứu thế, là chứng nhân của Thiên Chúa. Do An chỉ đứng ra làm chứng và báo trước ngày Chúa xuất hiện, rồi rút lui vào bóng tối có thể nói do An là người tôi tớ Còn Đức Giêsu mới là ông chủ Do An là đèn soi Còn Đức Giêsu mới là ánh sáng Do An là tiếng kêu Và Đức Giêsu mới là lời hàng sống Một sư Martin Luther King viết Chúng ta không chỉ làm chứng bằng lời nói Mà còn làm chứng bằng cuộc sống của mình Là một kitô tô hữu Chúng ta chẳng những vui mừng Vì đã được biết Thiên Chúa là tình yêu nhập thể mà còn phải trở nên chứng nhân cho tình yêu đã tình yêu đó theo gương Doan tẩy giả. Trước tiên là noi gương khiêm tốn, Doan nói rõ mình không phải là Đức Kitô và tuyên bố Đức Kitô là Đức Giêsu. Thử đến Doan làm chứng sẵn sàng chịu hy sinh gian khổ vì Đức Kitô. Cha Tetha Jardin đã nói rằng ánh sáng xuyên qua những áng mây và người ta đoán là có mặt trời ở trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được là có Đức Kitô. Tô. Được vậy, khi nhìn vào đời sống của Kitô Tô hữu, người ta có thể nhận biết Đức Kitô Tô thật sự. Thế giới ngày hôm nay vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết Đức Kitô. Số tín hữu công giáo chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với dân số thế giới. Bởi vậy, người tín hữu được mời gọi hãy trở thành chứng nhân cho Chúa trong chính cuộc sống thường ngày của mình. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết trở thành chứng nhân cho Chúa bằng lời rao giảng và gương sống trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.